Rạng sáng 13 tháng 1 năm 2022, Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke Quốc Hiệp ở ấp 3 thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và phát hiện hàng chục người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên ngoài quán karaoke này đóng cổng và khóa cửa chính, nhưng bên trong lại hoạt động vô cùng phức tạp. Sau khi lực lượng tiếp cận đột nhập vào bên trong quán thì phát hiện các phòng từ VIP 2 đến VIP 7 đều có người tham gia hát karaoke và tổ chức ăn uống. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại các phòng hát karaoke có nhiều gói ni lông nghi chứa ma túy, 4 viên nén màu trắng, 2 viên nén màu trắng hồng, 4 đĩa xanh đựng các hạt tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy tính chất vụ việc phức tạp liên quan đến phạm pháp hình sự và vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thêm nhiều tang vật có liên quan, đồng thời tạm giữ 39 người có mặt tại quán karaoke Quốc Hiệp, gồm khách hát karaoke và nhân viên của quán, để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an huyện Đông Hải phát hiện có 28 trên 39 người dương tính với chất ma túy.